Chào mọi người, chào mọi người đến với kênh của nhà Nguyễn Ngọc Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chiếc máy Chính là máy làm sữa hạt Và có một số người sẽ thắc mắc là không biết chiếc máy này có gì nổi trội so với uh, Sử dụng một chiếc máy xe cầm tay Hoặc là một cái chiếc máy xe sinh tố để làm sữa hạt cho gia đình uh, Đồng thời là không biết là nó có gì lợi ích hơn so với một cái uh, chiếc máy làm sữa đậu nành ngày xưa mà rất là hay thông dụng ở trong cái gia đình mà có trẻ em thích uống sữa hạt mọi người ha Rồi thì trước khi đi vào chủ đề ngày hôm nay rất là mong mọi người sẽ like fanpage của nhà Nguyễn Ngọc để cập nhật những cái sản phẩm mới cũng như là theo dõi website nhà Nguyễn Ngọc.com thông tin mình cũng có để bên cạnh và để ở dưới phần bình luận thì mọi người có thể tham khảo thêm. Rồi bây giờ quay lại chủ đề ngày hôm nay à, là cái chiếc máy làm sữa hạt thì. Um, mình gọi là mình tham khảo rất là nhiều cái hội nhóm của những chị em và bà mẹ mỉm sữa là hỏi rất là nhiều về uh, cái chiếc máy làm sữa hạt này họ có rất nhiều thắc mắc trước khi mua tại vì uh, lợi ích uh, đầu tiên là nói về lợi ích và ưu điểm thì tất nhiên là ai cũng thấy có nghĩa là ở một chiếc máy làm sữa hạt chúng ta vừa có thể xay vừa có thể nấu và đa dạng được thực đơn làm sữa hạt cho gia đình và đặc biệt là cho con em của chúng ta ngoài ra thì mọi người sẽ uh, hay dùng nấu cháo nhuyễn, nấu cháo mịn Tại vì gọi là máy làm sữa hạt nhưng thực chất nó có tên là máy xay nấu đa năng Có nghĩa là vừa xay vừa nấu luôn Nhưng mà cái chiếc máy xay này nó sẽ hơi tốt hơn cái chiếc máy xay sinh tốt một chút xíu Đó chính là công suất xay của nó lên đến 1000W Có nghĩa là thuộc về một cái chiếc máy xay sinh tốt lại tốt đó. Có nghĩa là xay cực kỳ mịn mình sẽ để một cái hình cho mọi người thấy đó chính là cái khách hàng của mình khi mà họ sử dụng thì khi mà họ ray qua lưới lọc để giữ xác lại thì cái độ mịn nó như thế nào khi mà sử dụng máy này để nấu ăn thì còn ứng dụng được một số việc khác nữa như là hấp nè À, nấu canh này kia nếu như mà à, mọi người bình thường là cái bếp của mình nó đã quá công suất hoặc là hết cái vùng nấu rồi thì chúng trong những cái ngày mà nhà đông người thì chúng ta cũng có thể sử dụng máy để hấp và hầm và nấu những cái thực phẩm luôn một số người sẽ thắc mắc ngoài những cái công dụng như vậy thì vật liệu của nó có đảm bảo an toàn cho sức khỏe không tại vì đa số sử dụng là còn có thể nấu cho trẻ em nữa thì mình thấy cũng khá là tương đối à, ờ, một số cái sản phẩm tốt giá từ 6-7 triệu cho tới 90 triệu trở lên là những cái máy nhập khẩu từ bên châu Âu về á thì mình không bàn về cái 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 chất lượng vật liệu rồi, tại vì cái um, quy trình sản xuất của bên uh, cho nó khá là nghiêm ngặt. Nhưng mà một cái số những cái dòng máy mà trên thị trường Việt Nam hiện nay, tầm giá khá là phổ thông và phù hợp với đa số những cái người tiêu dùng á, giá nó từ 2 đến 3 triệu hoặc là thậm chí là uh, từ cao hơn một xíu là từ 3 triệu ba tới ba triệu rưỡi thôi, được đặt sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà mình theo dõi thì thấy cái chất liệu nó khá là tốt tại vì trong tầm giá này thì nhà sản xuất đã có thể tạo ra một chiếc máy tốt rồi lưỡi dao thì được nhập từ đức hoặc từ nhật à, như bên hãng olivo mà mình cung cấp á, thì cái lưỡi dao là của đức thì nó có ba tầng và nó khá là sắc còn với hãng tabuho thì cái lưỡi dao là cánh hoa anh đào à, mà là thép của nhật À, thì mọi người cũng đủ biết chất lượng inox Hoặc là chất lượng thép Đến từ Nhật và Đức thì nó như thế nào rồi à, Nó bền nè Rồi nó an toàn cho sức khỏe Và nó gọi là cái độ sắc nó khá là cao Để làm cho thực phẩm nó mịn nữa Ngoài ra là Một cái chiếc máy làm sữa hạt Gọi là máy làm sữa hạt máy xay nấu đa năng Thì tùy mọi người thích Nhưng mà thông thường thì Chúng ta sẽ quen với cái tên máy làm sữa hạt hơn Thì một cái máy làm sữa hạt á, Cái cối thủy tinh của nó sẽ bằng borosilicate thì cái 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 chất boro này khi mà thêm vào trong cái cối thủy tinh nó thì nó sẽ giúp cho cái độ giãn nở nhiệt tốt nè rồi bền hơn và nó khó bị nứt hơn à, cái thông số mà nhà sản xuất đưa ra thì thông thường cái thủy tinh borosilicate này nó sẽ chịu nhiệt lên tới 300 độ lận Nhưng mà thường mà khi mà chúng ta nấu thì nhiệt nó chỉ tầm từ 100 đến 200 độ thôi À, ngoài ra thì máy nó cũng có cảm biến quá nhiệt Nếu mà chúng ta nấu để quên Hoặc là à, thực ra là hết chế độ Khoảng chừng 20 đến 30 phút Thì máy đã, đã tắt rồi Nhưng mà nếu mà chúng ta đổ ít nước Hoặc là quên máy nó bị nóng quá Thì nó cũng sẽ tự động ngắt nhiệt Nếu mà bị quá nhiệt để cho an toàn cho Trong việc kế cái, cái phòng đánh cháy nổ Thì à, vật liệu cối Ở phía dưới đáy á, thì thông thường là làm bằng à, Inox 304 Cho cái dòng từ 2... 2. 2 triệu 6, 2 triệu 6, 2 triệu 7 Thì nó sẽ đáy sẽ bằng inox Còn nếu mà chịu chi thêm một chút xíu nữa Từ 2 triệu, triệu 9 tới 3 triệu mấy Thì 3 triệu 3, 3 triệu rưỡi á, Thì cái đấy nó sẽ làm bằng gốm xứ Và khi mà sử dụng cái chất lượng gốm xứ này Thì chúng ta sẽ hạn chế được cái việc là dính đáy Và chùi rửa nó sẽ khỏe hơn So với cái đáy bằng inox 304 Tùy mọi người muốn trang bị cái chiếc máy như thế nào cho mình thôi à, Ngoài ra là máy sẽ có từ 10 mười mấy chế độ ta từ 8 cho tới 12 chế độ à, có xay sinh tố nè xay gia vị à, nấu sữa hạt nhanh à, nấu cháo không hạt nấu cháo mịn à, hầm nấu hấp vân vân rất là nhiều chức năng chứ không chỉ là làm sữa hạt không thì đây cũng là một cái ưu điểm được khá là nhiều người ưa thích thì khi mà mua cái chiếc máy này thì chủ yếu mục đích của chúng ta là sử dụng để để làm sữa hạt rồi hãng có thường người ta sẽ tặng kèm cho mình một cái quyển là gọi là cái quyển công thức nấu sữa hạt 100 công thức nấu sữa hạt thì chúng ta không cần phải quá lo lắng khi mà mua về không biết cái công thức nó nằm ở đâu thì trong đó nó sẽ có nguyên liệu bỏ đường bao nhiêu rồi bao nhiêu cam hạt bao nhiêu lít nước để sử dụng phù hợp thì thường dung tích là một lít 75 nhưng mà thường là đổ nước vào thì nó tầm một lít nước cộng thêm hạt đường và sữa này kia thì nó tầm một lít một lít hai để cho uh, giảm thiểu cái sự trào thì một số người sẽ thắc mắc là không biết là nấu cái máy này nó có trào giống như là có phải canh giống như là nấu um, bằng uh, cái uh, uh, nồi bình thường của mình không thì uh, nắp nó có chế độ chống trào nhưng mà nói là chống trào thôi chứ không phải là gọi là không trào nha chống trào thì nó chỉ uh, nó khi mà nấu á, thì nó sẽ lên một xíu bọt ở phía trên cái nắp nhưng mà nó không có trào Bột, 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 bột mà ra, ra ngoài rồi làm cho dính vào cái động cơ máy này kia thì không có Nó chỉ lên một cái xíu, cái nắp nó sẽ có cái độ hở và nó sẽ lên bọt một chút xíu thôi Tại vì thật ra ở dưới nắp nó có cái đồ để phá bọt đồng thời là nó có một cái cảm ứng Khi mà bọt mà lên tới nắp á, thì máy sẽ tự động giảm bớt nhiệt để cho nó không có trào bọt quá nhiều Thì mọi người có thể yên tâm về điều này Nói về nhược điểm Uh, nói về ưu điểm thì mình cũng không thể không nói về nhược điểm thứ nhất khi mà bạn chọn mua máy từ Trung Quốc đặc biệt là những uh, cái hãng máy mà uh, phổ thông trên thị trường thì nó khi, đa số là được đặt gia công tại Trung Quốc có thể có thể là nó sẽ có một cái tỷ lệ um, bị uh, hư hỏng có nghĩa là bị lỗi kỹ thuật như là nấu không bật không chạy hoặc là một số cái lỗi thì tất cả các hàng gia dụng đều như vậy nhưng mà Trung Quốc nó sẽ cao hơn một chút xíu cho nên là phải chọn những cái nhà cung cấp nào mà người ta cho mình đổi trả trong 10 đến 20 ngày đầu tại vì đặc biệt là khi mà bạn mua về bạn phải mở ra bạn sử dụng liền chứ đừng có cất đó rồi một tháng hai tháng sau rồi mở ra xài không được lúc đó là nó đã chuyển qua chế độ bảo hành rồi mà bạn biết là đồ gia dụng khi mà mua về là sử dụng mà có lỗi là phải đổi liền tại vì nó mà trục trặc ngày đầu là nó sửa 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 hoài luôn rất là phiền phức luôn bực mình lắm và hàng nào cũng vậy hết ngay cả mình tham khảo mấy cái hội nhóm mà hàng bếp từ hàng lò nướng mấy chục triệu nó vẫn bị nha cho nên là phải mua ở những cái hãng nào mà người ta cho đổi trong mấy ngày đầu để đảm bảo cho mình thì đó là cái thứ nhất cái thứ hai máy làm sữa hạt này nó sẽ hơi ồn nói thẳng luôn là cho dù người ta có nói là chế độ nó không ổn nhưng mà bản chất nó là một chiếc máy xay công suất lớn cho nên nó sẽ khá là ồn trong quá trình nấu nướng đặc biệt là vừa nấu gia nhiệt bằng trở này rồi kết hợp với chế độ xay thì hai cái đấy cộng lại sẽ rất là ồn cho nên nếu mà bạn không thích cái sự ồn ào ở trong nhà thì bạn nên cân nhắc và tham khảo một số clip về cái cái sản phẩm mà mình định mua còn nếu mà đã chấp nhận mua rồi thì thông thường thì nó chỉ ồn một chút xíu ở cái khúc cuối năm đến 10 phút cuối khi mà máy xay cho cái hạt nó thật là mịn tại vì bạn đòi hạt mịn mà bạn muốn là máy êm thì cái điều đó là không thể điều đó là không thể thật sự luôn nếu mà nếu mà bạn không muốn thì bạn có thể chọn máy ép chậm để nó ép ra cái nước rồi, rồi bạn đem lên nồi bạn bắt bạn nấu thôi chứ rồi bạn phải lọc một lần nữa chứ còn nếu mà đã chọn cái máy mà xay thật là mịn cái hạt của mình rồi thì phải chấp nhận sự ồn À, ha Rồi cái cuối cùng là cái giá thành thì mình thấy một cái máy xay công suất 1 mà kết hợp chế độ nấu Đồng thời là có rất là nhiều chế độ thì cái giá tầm 2 triệu 6 thì nó không mắc hai à, 2 triệu 6 cho đến 3 triệu 3 thì nó là không mắc ha à, Tại vì bạn mua một cái máy xay sinh tố lại tốt thì nó cũng tầm 2 triệu mấy rồi Bây giờ mua cái máy này có thể làm xay sinh tố và có thể làm nhiều chức năng khác mà nó lại... Uh, Um, cho đa dạng cái thực đơn của mình cho mình và cho con trẻ thì mình nghĩ là nó không mất đâu. Mà mình đã tham khảo giá của rất nhiều dòng máy rồi tại vì mình bán máy mà. Nếu mà bạn uh, muốn uh, bổ sung sức khỏe cho gia đình bản thân, đặc biệt là muốn uh, gia tăng cái hàm lượng hạt những cái chất dinh dưỡng ở trong hạt dành cho gia đình mình thì mình khuyên là bạn nên mua vì nó tiết kiệm thời gian rất là nhiều so với việc là bạn ép, bạn xay xong rồi nhiêu khê công đoạn rồi dục bớt xác từ máy chậm hoặc là máy xe sinh tố này kia thì mất thời gian và mình cũng khá là lười. trong khi máy này bạn bỏ vô bạn ngâm hạt rồi xong bạn bỏ vô rồi bạn để cho nó tự nó làm gì làm. lát bạn đã có một cái ly uh, sữa hạt ngon lành để uống rồi thì đây khá là gọi là khá là ổn áp đó. tùy theo nhu cầu sử dụng của mình và gia đình mình thôi. nếu uh, mình nghĩ là nếu gia đình có con trẻ thì nên mua. Nên mua, còn nếu mà à, bạn đang trong chế độ ăn kiêng hoặc là à, muốn detox cơ thể thì cũng nên sắm cái máy này tại vì à, việc đa dạng thực đơn liên quan về thực vật thì nó cũng khá là tốt. Còn nếu mà bình thường là à, không có hay uống sữa hạt thì thôi không nên mua thì nó chật chội lắm tại máy nó cũng à, cỡ vừa, nó nó cũng cái kẹt cỡ trung trung chứ nó cũng không là nhỏ gọn à, như máy chậm hoặc là máy số mini. Uh, cho nên là nếu mà bạn không thích uống lắm thì mình cũng đừng mua để mất thời gian của mình và dọn dẹp thì nó cũng hơi cực uh, rồi thì uh, rất là cảm ơn mọi người đã xem video mình cũng đã dàn trải rất là nhiều cái uh, hình ảnh say nấu của máy để cho mọi người tham khảo rồi thì uh, nếu mà mọi người muốn đặt hàng thì mọi người uh, có thể là liên hệ với bên mình mình sẽ để link ở bên dưới inbox qua Facebook cho mình để mình dễ trao đổi với mọi người tại vì sao mình khuyên mọi người nên đặt hàng trên facebook và tham khảo thông tin trong website của mình tại vì trên facebook nó có cái chế độ tin nhắn khi mà mình mình trao đổi tin nhắn với bạn qua lại á mình không có xóa được mình không có thu hồi được đây là một cái tính năng rất là hay bảo vệ cho khách hàng và thậm chí bảo vệ nếu mà mình lỡ có nói bậy nói bạ gì thì mọi người cũng có thể dễ dàng mà bắt lại cái tin nhắn đó cho mình thì nó sẽ an toàn cho mọi người hơn là mọi người trao đổi qua những cái page uh thông tin cá nhân và mình cũng thích giải quyết đơn hàng ở trên Facebook page của mình hơn thì uh, rất là mong mọi người sẽ uh, có thêm một cái thông tin uh, đồng thời mà nếu mà cần tư vấn thêm hoặc là đặt hàng thì có thể liên hệ với bên mình uh, mình bên mình là nhà Nguyễn Ngọc. Cảm ơn mọi người đã xem hết video và hẹn gặp lại mọi người ở các video sau mình sẽ review một số cái dòng máy làm sữa hạt để cho mọi người có thêm cái thông tin về các cái hãng trên thị trường ha mọi người ha. Cảm ơn mọi người và chào tạm biệt mọi người. Bye bye.